đỡ cái thời gian. Tại vì bên Linh Biêu Kênh thì mình kịch bản là có sẵn, có những người diễn sẵn rồi, quay dựng tất cả là sẵn hết rồi, mình chỉ có kịch bản rồi mình đóng thôi. Thì thứ nhất là nó nhanh. Xin chào tất cả anh chị nhé. Bây giờ thì mình đang ngồi ở đây cùng với bác sĩ Cao Hữu Thịnh. Chúng ta cũng đã biết là bác sĩ mình rất là nổi tiếng ở trên các nền tảng như TikTok, Facebook hay là YouTube rồi đúng không? Anh Thịnh cho em hỏi một chút là trước khi mà anh đến mà để bắt tay hợp tác làm việc cùng với bọn em ấy, thì anh cũng đã biết bọn em đến khoảng tầm 2-3 tuần. Thế thì cái khoảng thời gian 2-3 tuần đó thì cái lý do gì mà anh vẫn chần chừ hay là anh vẫn chưa quyết định để mà tham gia hay là hợp tác bắt tay làm việc cùng với bọn em? Khoảng 2-3 tuần đó là mình nghiên cứu, tại vì cái tính của mình là hồi xưa giờ mình làm cái gì mình sẽ tìm hiểu trước cái chuyện đó. Ngay cả cái chuyện đơn giản, ví dụ sắm cái dàn nhạc ở nhà mình cũng tìm hiểu lo nào trước khi mình mua. Thì cái phần này, cái phần truyền thông này thì mình thấy mình tìm hiểu, mình mới thấy được cái vai trò của cái video nó rất là quan trọng trong cái vấn đề truyền thông. Thì cũng cùng một nội dung đó, nhưng mà nếu mà mình viết trên Facebook á thì vấn đề truyền tải đó, nó sẽ rất là kém so với cái video. Cái video á mình có thể mình đăng trên nhiều nền tảng khác nhau được, mà cái video á thì nó sẽ lan tỏa rất là lớn. Ví dụ như là cái kênh mình chưa có follow nào hết trơn á, mình đăng cái video đầu tiên lên vẫn có thể triệu người coi được. Do đó là mình quyết định là tiếp cận cái video. Thì mình dùng cái video để mà lan tỏa, đẩy cái follow của những cái kênh lên thì nó sẽ rất là hiệu quả, rất là nhanh. Ok. Khi mà trong quá trình mà bắt đầu anh làm cùng với bọn em ấy, thì anh có thể chia sẻ cho mọi người biết được là đâu là cái điều mà anh cảm thấy thích hay là anh cảm thấy ấn tượng nhất khi mà làm việc cùng với team bọn em được? Team bọn em thì thật ra là làm rất là chuyên nghiệp. Thì anh tiếp cận qua hai bước. Cái bước đầu tiên là anh đăng ký cái khóa học trước. Thì khi có cái khóa học đó thì mình tìm hiểu những cái cách nào là để tạo được một cái video hay, cái video nhiều người coi. Thì nào là từ cái viết kịch bản, nào là quay dựng, nào là tất cả những cái vấn đề về pháp lý của cái video nữa. Nó thì khi mà mình tìm hiểu qua cái khóa học rồi đó thì mình thấy nó rất là hay, là một. Cái thứ hai nữa thì thật ra là một mình mà mình làm một cái video liền á thì không thể nào mình làm được. Đặc biệt là những cái video dặn phim. Vlog thì cũng có thể được, nhưng mà cái vlog á mình làm cũng vậy đó, mình làm tại vì nó cũng dính pháp lý rồi dính nhiều vấn đề nữa. Do đó khi mà học xong rồi mình mới thấy cái video nó càng hay, thì bắt đầu mình mới quyết định là thôi kết hợp với bên em để mà làm build kênh. Khi mà mấy bạn quyết định làm build kênh á thì nó sẽ có hai cái lợi ích. Lợi ích thứ nhất á là mình sẽ đỡ cái thời gian. Tại vì bên Linh build kênh thì mình kịch bản là có sẵn, có những người diễn sẵn rồi, quay dựng tất cả là sẵn hết rồi, mình chỉ có coi kịch bản rồi mình đóng thôi. Thì thứ nhất là nó nhanh, cái thứ hai nữa qua quá trình mình làm đó mình sẽ học được. Mình học được nào là cách diễn, học được nào là cái cách tạo cái kịch bản, nào là tất cả những cái vấn đề về để tạo một cái video hay là mình cũng nắm được. Thì sau này ví dụ như có làm tiếp tục với Linh nữa thì quá tốt, thì có mấy bạn sẽ hỗ trợ làm thì mấy bạn sẽ tiết kiệm được thời gian hơn. Còn nếu không á thì mình có thể chủ động mình làm ở nhà cũng được, mình làm gọn thôi, mình không có làm nhiều video. Có thể 2 ngày mình làm một cái video cũng được. Thì khi mình làm quen rồi đó thì cái thời gian nó sẽ rút ngắn lắm. Ví dụ như mình bỏ ra chừng một buổi chiều hoặc là một ngày nào đó rảnh là mình có thể làm mười mấy cái video, thì mình có thể đăng trong vòng 2-3 tuần luôn. Còn nếu mà không có bên nhóm Linh mà build kênh mà giúp mình làm để mình thấy cái chuyện đó thì mình không thể nào làm được đâu. Nhiều khi mấy bạn nói thật, mấy bạn làm một cái video phim nó mới ngồi mò cái cả ngày chưa xong nữa. Vậy thì anh có thể chia sẻ cho em cùng với mọi người biết được là cái kết quả lớn nhất khi mà bắt đầu anh xây dựng cho mình một cái thương hiệu trên internet ấy, thì cái kết quả hoạt động kinh doanh của phòng khám của anh nó tăng trưởng như thế nào? Thì thật ra là mình làm cái video á cũng không hẳn là để cái mục đích là để khám bệnh. Thật ra là cái bệnh của anh thì cũng đông nhiều lắm rồi. Ngay cả bây giờ á thì người ta đăng ký khám anh cũng đâu có khám nổi đâu. Anh cũng chọn lọc những cái bệnh nhân cũ mình khám thôi. Những bệnh nhân mới thì thường bây giờ mình cũng hẹn lại chứ cũng khám nổi nữa. Nên là cái video á thì anh làm có hai dạng video. Một video là làm với Linh, là Linh Biêu Kênh nè. Thì cái video đó làm dạng phim. Dạng phim, phim ngắn là mình làm hài vui thôi. Nghĩa là mình muốn là những bệnh nhân mình làm, những người mà theo dõi mình đó, ngoài cái việc mà khám bệnh và chữa bệnh nào là có những cái stress nặng nề thì bây giờ qua coi những cái phim giải trí vui rồi cho nó thư giãn. Cuộc đời đâu phải gì nó cũng cứ bệnh hoài, bệnh hoạn hoài thì cũng được, cái mục đích là gì thôi. Còn cái kênh thứ hai là cái kênh vlog, kênh đó mình là cái kênh phụ với Linh. Thì kênh đó là mình quay những cái vấn đề về chuyên môn. Cái kênh đó mình làm là tất cả những vấn đề là mình quay là quay thật hết. Có nghĩa là mỗi một bệnh nhân người ta tới khám thì người ta sẽ có những vấn đề gì, mình quay, quay xong rồi cái người bệnh nhân người ta sẽ hỏi lại thì mình sẽ giải đáp. Thì qua cái hỏi giải đáp đó
sẽ là một cái câu chuyện về cái bệnh, thì những cái người khác người ta theo dõi người ta cũng sẽ có những cái bệnh như vậy. Yeah. Nên là người ta coi á, người ta sẽ có một cái kiến thức rất là nhiều về sinh sản. Thì những cái kiến thức đó sẽ giúp cho người ta hữu ích hơn. Yeah. Ví dụ như trong thực tế mình làm mình thấy nè, nhiều chị lại trời ơi lại siêu âm không còn trứng gì hết trơn á, bác nó giúp cho em muốn cho có thai. Mình nói trời ơi sao bây giờ bà bốn mấy tuổi bà mới đi, bà lấy chồng mười mấy năm nay sao bà không đi, đi bà đi mười mấy năm trước bà đi trứng mà còn tốt. Yeah. Nó dễ đậu thai, tinh trùng còn khỏe. Thì tôi làm cho bà rất là dễ. Bây giờ bà tới đâu còn trứng đâu bà làm. Cái bà nói nè, trời ơi em đâu có biết, hồi xưa giờ không có biết bác ơi. Từ lúc coi TikTok của bác đó em mới biết trứng là sao này này nọ. Có nghĩa là cái khái niệm mà về sinh sản người ta không biết, nó rất là hại cho người ta. Cái kiến thức như vậy thì khi người ta coi, người ta lan tỏa những cái video mình làm á, một cái video nó mang một cái lượng kiến thức rất là lớn cho người ta. Thì cái những cái người mà người ta follow kênh mình xong, người ta gần như là biết hết về, biết về sinh sản, về hiếm muộn, về thụ tinh, người ta gần như người ta nắm hết. Yeah. Thì khi vấn đề của người ta tiếp cận đến mình giải thích, người ta cũng dễ hiểu hơn. Yeah. Cái lợi ích của cái video khi mà mình làm để mình cho mọi người hiểu là như vậy. Yeah. Chứ không hẳn là mình làm cái video là để mình kinh doanh gì đâu. Thật ra bây giờ khám bệnh thì mình cũng nhiều lắm, mình cũng khám hết nữa. Thì khi mà trong cái thời gian đầu tiên khi mà anh học xong đúng không, anh về anh làm vlog thì nó có những cái sai phạm về chính sách do là anh chưa nắm được cái đó, thì bên em cũng thường xuyên cập nhật và hỗ trợ cho anh. Bởi vì cái ngành y ấy, vấn đề lớn nhất đó là mọi người rất dễ bị vi phạm. Đó, mọi người hay đầu tiên là chủ quan, bởi vì những nó có nhiều cái thông tin hay là nhiều cái từ ấy, mang tính nhất là vi phạm về chính sách mà mọi người không biết. Thì anh có thể chia sẻ cho mọi người về cái trải nghiệm đó lúc mà bọn em đồng hành cùng làm cùng với anh được. Đặc biệt là cái chuyên ngành mình nói những cái từ ví dụ như là về quan hệ hay là về những cái từ về cơ quan sinh dục đó, thì nó rất là nhạy cảm. Rồi giao kéo giao kéo rồi này kia đó thì TikTok nhiều khi nó không cho mình làm, mình bị dính pháp lý hoài à. Thì làm với Linh á, Linh hỗ trợ thì bắt đầu mình mới biết được cái vấn đề nào là những cái nào nó không cho. Nó mình từ từ mình làm thì mình mới biết. Cái video mới đầu mình làm thấy không ai coi thì mình mới dòm cái video của mình coi tại sao không ai coi. Rồi mình làm những cái video nào nó dính pháp lý mình mới hiểu sao tại sao nó dính pháp lý. Thì từ cái dính pháp lý đó mình mới hiểu được là những cái gì dính thì mình từ từ mình mới biết được. Yeah. Chứ thật ra là cái mình làm video mình không thể nào mình học một ngày là xong đâu. Mình học cũng chẳng nhớ nữa. Dù mình làm xong cái lỗi đó bắt đầu tự động mình mới nhớ cái lỗi đó luôn được. Nên là book bên em dịch vụ là về duyệt video trước khi đăng là an toàn nhất đúng không? Đúng rồi. Làm video vậy đó mình phải kiên trì. Mình nói có video nó lên 4-5 triệu, có lên video có 10 triệu cũng có. Yeah. Hoặc là những cái video mình nói có mấy chục hoặc mấy trăm cũng có. Yeah. Nhưng mà mình cứ làm, mình kiên trì thì cái video nào hay từ từ mình sẽ biết cách để mình làm video hay. Yeah. Mình làm, mình kiên trì thời gian thì bắt đầu mình làm cái video mới được. Chứ mấy bạn đừng có làm cái video một hai cái không được, cái nghĩ là cái mình làm không được đâu. Yeah. Okay. Nhưng mà muốn xúc tiến muốn nhanh á thì bên Linh là hỗ trợ rất tốt. Yeah. Còn mình tự tìm tòi, tự học và tự làm thì cũng được. Nhưng mà nó sẽ chậm hơn hoặc là nó sẽ mất thời gian nhiều hơn. Yeah. Ok, cảm ơn anh. Nếu như bây giờ có một cái điều gì đó chia sẻ từ sâu thẳm trong trái tim của anh dành cho tất cả mọi người đang xem video này thì anh muốn chia sẻ điều gì? Nói chung là những cái bạn nào mà muốn, thật ra là muốn view kênh á, muốn làm kênh để mà mình về mục đích của mình, để mà lan tỏa những cái công việc của mình, lan tỏa việc kinh doanh của mình đó, thì theo mình có thể tìm hiểu bên chỗ Linh cũng được. Còn nếu mà mình tốt nhất và cách nhanh nhất mà mình làm được là thôi nhờ bên Linh view kênh luôn. View kênh đi, rồi xong rồi trong quá trình view kênh mình cũng học được. Rồi view kênh xong hết cái khoảng 10 view kênh xong đó mình có thể tự mình, làm mình làm được. Thì như vậy nó sẽ hiệu quả hơn và nó sẽ tiết kiệm được thời gian hơn. Dạ. Yeah. Ok, cảm ơn anh. Cảm ơn tất cả anh chị chúng ta đã dành thời gian theo dõi cái buổi chia sẻ cùng với bác sĩ Cao Hữu Thịnh. Cảm ơn anh nhiều nhé. Dạ. Yeah. Yeah.